Chào các bác nhé. Phiên sáng ngày hôm nay nhà em mới về một số hàng mới phục vụ các bác. Đó là ám khổ Văn Giang. Ngoài ra nhà em vẫn còn một số mặt hàng tại vườn phục vụ các bác. Đó là mắt đỏ Tân Lạc này, cửu long cao phong, tím miên tử, lục bắc, nữ hoàng bóng đêm, chấp mỹ, thiên cung nữ bố, hoàng hậu xanh. Địa chỉ vườn lan là nhà em là ở ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817 89 2229. Cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo nhé. Khi các bác gọi điện hoặc đặt hàng qua hai số điện thoại trên đều được nhá. Đây em đi chi tiết vào chưa từng đơn hàng một này. Ám cổ Văn Giang nhà em mới cập bến, giá mùa Covid rất yêu thương luôn. 170k một em, chưa bao gồm phí ship. Một giò như vậy cho trung bình nó có từ 5-6 ngọn trở lên. Giá quá yêu thương luôn, mùa Covid nó mới rẻ như thế này. Hàng này em bảo hành mặt hoa cho các bác nhé. Hàng ươm ki đã có mật hoa rồi. Đây, em cho các bác xem ki đây. Đấy, các bác nhìn thấy ki chưa? Ki đây này. Đấy, ki đi này. Đấy, các bác nhìn thấy ki chưa? Có mật hoa rồi. Chuẩn mật hoa cho các bác. Giá rất yêu thương. Mùa Covid thì họ nhà vườn họ đang bán đổ bán tháo đi để lấy tiền về đây. Mà cái giá này là cũng là giá rẻ nhất rồi, không thể có thể là rẻ hơn được, cho nên là các bác vui lòng đừng trả giá em. Em mua được rẻ em bán rẻ cho các bác. Ngoài ra là em xin giới thiệu bác một số mặt hàng đang có tại vườn nhà em. Các bác vui lòng xem hết video giúp em. Còn rất là nhiều mặt hàng. Vũ nữ hoàng hậu xanh nhá. Đây, em cho các bác xem. Một chậu nó trung bình 4-5 củ nhá. 4-5 củ. Đấy. Hàng đang có tại vườn nhà em nhá. Cái hàng này về thì bây giờ nó đang là mùa đẻ con này này. Các bác về các bác lên sang chậu đi để cho nó đẻ được nhiều. Đây em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa là siêu đẹp luôn, nó gọi là vũ nữ hoàng hậu xanh nhá. Hoàng hậu xanh. Hàng này trên thị trường người ta đang bán 180.000 một chậu như thế này. Đây nhà hàng nhà em lại còn hàng trồng thuần rồi. Em bán với giá là rẻ giật mình luôn, mùa Covid 250.000 hai chậu. Đấy. Quá rẻ luôn, các bác nhìn đang đẻ này, đang đẻ con này. Đấy. Về sang chậu lên. Tuyệt vời luôn. Còn cái giò to khủng này thì em có độc có một cái giò to khủng này em bán với giá là 200.000. To đại tướng luôn. Có độc có một giò thôi. Còn những cái hàng trung bình thế này em cứ bán 150 combo. Combo 250 hai chậu. Quá rẻ luôn. Em còn ít thôi. Em bán nhanh cho nó hết. Em có mấy giỏ vũ nữ sô-cô-la. Đây, hàng đang có nụ có hoa nhá. Hàng đang có nụ này. Đấy. Em có 3 giỏ đây. 3 giỏ. 3 giỏ vũ nữ sô-cô-la đây. Bác nào mà lấy hết cả 3 giỏ này thì em bán 500k. Còn một giỏ thì là 180.000 một giỏ. Đấy. 2-3 cái giò này đều có nụ nhá. Đẹp lắm. Ngoài ra đây em còn có một số giò vũ nữ này đây. Hàng đang có mầm non rất đẹp luôn. Em bán với cái hàng này với giá là 120.000 một giò. 120.000 một giò. Hàng chưa nụ. Đây là cái lô cây nữ hoàng bóng đêm. Hàng này
Hoa thì cực kỳ thơm và đẹp. Một chậu như này em bán với giá 120.000. Trên thị trường người ta đang bán 180.000 đây. Em bán độc có 120.000. Đây, cái này về các bác để nguyên như vậy các bác treo cũng được, hoặc các bác sang chậu thì tốt hơn. Sang chậu thì cây nó sẽ đẻ nhiều hơn nhá. Hàng này đã ra hoa tại vườn nhà em rồi. Đây, em cho các bác xem mặt hoa. Nữ hoàng bóng đêm, hoa thơm rứt cả đầu luôn. Giá rẻ giật mình. Thị trường bán có 180.000, em bán có 120.000 này. Chậu đây. Xung xuê tươi tốt. Thơm rứt cả đầu luôn. Đen rũ úc mắt đen, hàng hoa chuẩn chuẩn Tết nhá. Một chậu như vậy em bán với giá này 190.000, chưa bao gồm phí ship. Hàng thân thủ này. Các bác nhìn thấy chưa? Béo ngậy luôn, thân thủ nhá. Hàng em bao đẹp bao phê cho các bác này. Một chậu vậy có trung bình từ 5-6 thân trở lên, thân dài thân ngắn xem kẽ. Giá trên chưa bao gồm phí ship nhá các bác mua. Cộng thêm cho em 40.000 tiền phí ship giúp em. Đây. Nó có hai dạng chậu. Một loại là thân dài thân cắn ngắn xen kẽ này. Một loại này thân đều này. Em nói là từ 5-6 thân trở lên. Có những cái nào mà thân to mập ấy thì nó 5-6 thân, mà thân nó hơi nhỏ hơn một chút thì nó sẽ dày thân hơn. Ví dụ như cái chậu này này, dày thân hơn này. Đấy. Các bác muốn mua loại nào thì cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Em sẽ nhặt cho các bác. Bao đẹp bao phê cho các bác luôn. Hàng hoa đỏ chuẩn Tết nhá. Đây mặt hoa đây. Hoa đỏ đúng Tết luôn. To như là mía thuốc ấy. Bao đẹp bao phê luôn cho các bác. Còn đây là cái lô cửu long cao phong nhá. Hàng bao đẹp bao nào, bao phê cho các bác này. Một chậu vậy em bán với giá là 220.000. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Hàng này hàng ươm ki. Em bảo hành mặt hoa cho các bác. Đây các bác nhìn đi, ki chưa? Có mặt hoa rồi. Bây giờ Covid thì họ bán rẻ thì các bác cứ hỏi vì sao mà nó bán rẻ. Mặt hoa đây. Hàng này cùng một chậu trung bình của nó cũng có từ 5 đến 6 ngọn đấy các bác nhá. 5 đến 6 ngọn trở lên. Hàng bao đẹp bao phê cho các bác. Cái hàng này thì nó thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi nhá. Tím yên tử nhà em lại xuất lại có hàng nhá. Một chậu như vậy em bán với giá là 230.000 này. Một chậu nó trung bình nó có từ 5-6 thân trở lên nhá. Hàng đang tiếp tục đi ngọn nhá. Chiều cao trung bình của nó này, nó rơi tầm độ khoảng 40 cm, 3 đến 40 cm trở lên nhá. Đây. Hàng này hàng ươm ki. Em bảo hành mặt hoa cho các bác nhìn ki đây. Em cho các bác xem mặt hàng, mặt hoa đây. Cây này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo lên nhá. Hàng ngày tưới nước và một tuần B1 và dưỡng chất một lần cho em. Tưới nhẹ vào lá thôi, còn chủ yếu tưới vào thân gốc nhá. 230.000 một chậu chưa có phí ship. Lộc Bắc nhà em này. Hàng mới về đây. Một chậu về em bán với giá là 220.000 chưa có phí ship này. Hàng này hàng ươm ki nhá các bác nhá. Đây hàng ươm ki em bảo hành mặt hoa cho các bác. Mặt hoa đây. Một chậu như vậy nó có trung bình từ 5 đến 6 ngọn này. 5 đến 6 ngọn. Chiều cao từ 30cm đến 50cm nhá. Hàng này hàng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Hàng ngày tưới
nước một tuần, tưới B1 vi dưỡng chất vào gốc cây cho em một lần. Các bác chú ý hộ em nhé. Chủ yếu tưới vào gốc cây này, còn lá cây thì mình phun nhẹ nhẹ thôi. Hàng tiếp tục đang đi ngọn đây. Nhãn lá mít. Nhãn này em bán với giá là 350.000 một cây. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Hàng đẹp long lanh. Một chậu của nó là trung bình từ 7 cặp lá trở lên nhá. Em tính cặp lá. Các bác đếm cho em cả kỹ từ cái lá ở dưới đây, gốc vào lên giúp em. Hàng này thì là hoa nổi tiếng là thơm rồi. Thơm nức mũi luôn. Hoàng nhạn. Em cho các bác xem bản hoa đây. Thơm rứt cả đầu luôn. Đẹp long lanh luôn. $350.000 một em. Phi điệp 5 cánh trắng mắt xước nhá. Hàng này hàng ươm ki này, các bác nhìn thấy chưa? Hàng ươm ki nhá. Bảo hành mặt hoa cho các bác. Hàng này em sẽ bán combo 250 hai chậu. Đây em cho các bác xem mặt hoa đây. 5 cánh trắng mắt xước. Combo 250 hai chậu chưa có phí ship. Hai chậu gồm có một chậu này, một chậu nhiều thân và một chậu ít thân. Một chậu nó tầm 3 thân, 3 thân dài và một chậu tầm 1 thân dài, 2 thân ngắn hoặc là tùy. Chúng em cứ bán một chậu thân, một chậu một thân dài, một thân một một em cứ bán một chậu nhiều thân và một chậu ít thân. Combo 250 một cặp. Đây. Đấy, ví dụ đây. Đấy, em sẽ bán combo như này. 250 một cặp. Giá quá rẻ, giá mùa Covid em muốn bán đi để cho nó hết hàng đây. Rẻ rẻ sập sàn luôn. 250 hai chậu. Phi điệp 5 cánh trắng mắt xước. Em có ít thôi nhá, không có nhiều. Các bác nhanh tay đi mua đây giùm em.